bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần lễ bế mạc và trao giải của vòng chung kết giải bóng đá U17 quốc gia Australia 2020. Rất là vui và từ ban huấn luyện cho đến cầu thủ cũng như lãnh đạo là kỳ vọng cái lứa U17 và bọn em đã đi được đến trận chung kết cuối cùng và hôm nay giành chức vô địch. Đấy, rất là cảm ơn ban lãnh đạo cũng như là người hâm mộ đã dành cho bọn em những cái kỳ vọng nhiều nhất. Thì qua chiến thắng PVF ấy, thì cái trận đấu mà ở vòng bảng ấy thì đó là một trận đấu nó không để nói lên cái điều gì cả, chỉ có là khi mình thắng được bán kết vào rồi thì ban huấn luyện cũng nói là đây là trận đấu để mang cái cúp về để cho quê hương, thì bọn em phải chiến đấu cho hết mình và đá phải 200% sức lực để giành huy chương. U17 Sông Lam Nghệ An.